giảm đau trong COVID-19. Trên tinh thần tôi sẽ cập nhật theo cái tốc độ của nó về bộ y tế. Thì một nội dung chúng tôi bữa nay thì chỉ gồm có hai phần, chúng ta sẽ đi rất nhanh hai phần. Thứ nhất đó là nói về cơ chế bệnh sinh của tắc mạch trong cái COVID-19, và thứ hai là cái vấn đề về khuyến cáo sử dụng thuốc kháng đông trong COVID-19 của bộ y tế. Thì chúng ta biết là cái diễn tiến bệnh COVID đó, thì nó diễn tiến từ không triệu chứng cho đến nặng nguy kịch và có thể tử vong, và nó chuyện nó trải qua ba giai đoạn. Thì trước đó thì trước ba giai đoạn chính thì nó có một giai đoạn gọi là giai đoạn của mình là khoảng 5 ngày. Thì ở giai đoạn của mình này thì không có triệu chứng đó, và bắt đầu từ lúc mà khởi bệnh cho đến khoảng một tuần thì nó sẽ xuất hiện những triệu chứng mà không đặc hiệu, tức là nó giống như là một cái bệnh cảm cúm thông thường. Và trong số những bệnh nhẹ này, những bệnh này thì sẽ có khoảng là 15% sẽ chuyển nặng. Thì bắt đầu qua từ thường là trung bình là khoảng 18 ngày, thì bắt đầu khoảng từ ngày thứ tuần lễ thứ hai trở đi thì những bệnh nhân sẽ có là 15% bệnh nhân sẽ chuyển biến nặng và sẽ có triệu chứng, đó là những triệu chứng khó thở mà thường là ở trên những người mà có bệnh nền và những người già yếu. Và trong 15% nặng này nó sẽ có 5% sẽ diễn tiến đến nguy kịch và sẽ tử vong. Ta thấy rằng cái tuổi là một yếu tố nguy cơ ở những người mà không triệu chứng hoặc là những triệu chứng nhẹ là khoảng 80%, thì ở những người đó thì cũng thấy rằng là ở lứa tuổi thì là khoảng có thể 50 tuổi. Còn những người mà diễn tiến từ nặng trở lên thì bắt đầu từ 65 tuổi trở lên thì tầm đó những người đó sẽ có thể diễn tiến nặng và những người mà khả năng tử vong cao thì những người trên cũng càng cao, tức là trên 70 tuổi. Thì đó là cái diễn tiến của cái bệnh COVID. Thì chúng ta biết rằng về cái cơ chế thì chúng ta biết rằng là chúng ta không phải là bác sĩ chuyên nghiệp, nhưng mà chúng ta cũng có biết qua thì cơ chế của nó cũng có cái nguồn cơ chế như trong tâm đó thì cũng như cơ chế mà bật lên đó là cơ chế mà gan đáp ứng nguyên đáp ứng tại gan như một cái đáp ứng ăn biết cái là các như là sản dụng gây ra cái bão sản dụng và thứ hai là cơ chế của cộng đồng. Ông thì chúng ta đi thì khi chúng ta khi mà cái con virus SARS-CoV-2 nó nhiễm chúng ta bị nhiễm và nó tấn công vào cái tế bào ở trong cái não và cũng gây tổn thương ăn thông qua cái áp lực mà nó có mang đến, thì sau đó thì nó gây ra cái tình trạng của tôi đáp ứng viêm đó, và tình trạng mình đáp ứng viêm như thế nó sẽ kích thích tiết ra các sản phẩm và các ma sản phẩm đồng thời nó cũng kích hoạt cái con đường cơ thể, và những cái chất đó kích hoạt quá mức như thế thì nó đồng thời chính những cái hình tượng viêm này nó sẽ là tổn thương cái tế bào bào màng. Thì cái hình này thì chúng ta thấy rằng khi mà nó tổn thương tế bào bào màng thì đồng thời nó sẽ làm giảm đi cái khả năng mà gọi là anti-protein á, cái khả năng mà giảm đông á, đồng thời kích hoạt tự tăng đông lên, và đồng thời cái hệ thống cytokine, semikin và cái sự kích hoạt cụ thể này thì nó sẽ làm kích hoạt cái hệ thống cái tiểu cầu, làm đồng thời nó làm gây tác động lên cái hệ thống đông máu, gây rối loạn cái quá trình mà đông máu, và từ đó nó đưa đến cái sự bất cân đối của hệ thống trong cầu máu, mà cái tất cả quá trình đó thì dẫn đến hiện tượng là tăng đông, nó tạo thành những cái huyết khối, và cái những huyết khối này là nó vào trong những cơ chế mà nó gây lên những cái trường hợp mà gây cái những cái tắc nghẽn ở những cái mạch máu, và chủ yếu mà những tiêu chủ yếu là ống phổi, sau đó ở những cơ quan khác. Nói
về cơ chế tách hạt qua cái gây cơ chế mà trong những cái khối tách hạt qua cái cơ chế miễn dịch, thì như là chúng ta nói là khi ta những con virus SARS-CoV-2 đã xâm nhập qua cái hàng rào phía nam, ông mặc vào vào trong mạch máu, và khi nó vào trong máu thì nó tác động lên những cái tế bào những cái bạch cầu tế bào đơn nhân, đồng thời nó cũng tác động lên cái những tế bào nội mô, và khi như thế thì nó kích hoạt một cái quá trình là sản xuất ra các cytokine. Thì như chúng ta đều biết là cái cytokine đó là phản ứng bảo vệ của cơ thể để chống lại những cái tác nhân bên ngoài xâm nhập vào. Tuy nhiên ở trên bệnh nhân và có những cái con virus SARS-CoV-2 thì cái hiện tượng này là nó gây hiện tượng là kích hoạt quá mức đáp ứng miễn dịch và nó gây ra hiện tượng bão, một cơn bão cytokine. Và chính cái hiện tượng là khi mà cơn bão cytokine này kích hoạt quá mức, nó sẽ tác động trở lại trên cái tế bào hậu môn đó, và khi tác động lên tế bào hậu môn này, đồng thời nó sẽ làm phóng thích ra một số một loạt các yếu tố như là glucosid quanulogram, trong đó thì những yếu tố quanulogram này sẽ ngày càng nhiều ra và kết nối thành một dải, và khi đó nó sẽ là nơi mà để làm kết tập các cái tế bào bạch cầu, và từ từ cái quá trình này ngày càng nhiều lên và nó sẽ hình thành đông đảo bạch cầu của bạch cầu. Đó là lý do mình mà diễn tiến của cái có tác hợp với cái cơ chế miễn dịch. Và đây là cái bằng nhìn thấy luôn cái nguồn mà chúng ta ra, thì chúng ta biết rằng cái khi chúng ta nhiễm virus trực tiếp vào trong đường hấp trên, và sau khi đó nếu mà sẽ tác động lên trực tiếp lên cái phế nang và để gây hiện tượng là gây dẫn tới tình trạng chung phế nang nặng trực tiếp, và đồng thời những con virus này cũng thấy nó tác động lên trong cái màng cái nang mạc và phá vỡ cái màng thứ ba màng như thế này, và khi nó phá vỡ màng cái nang mạc thì cơ chế kích hoạt như hồi nãy tôi đã nói nó kích hoạt hệ thống các cơ sở tim và nó hình thành lên để ngày càng nhiều hơn trong lâu ngày càng nhiều hơn và nó hình thành lên nhiều nhiều những khối ở trong màng và kết quả cái quá trình này nó sẽ đưa đến một hiện tượng. Thứ nhất là tác động tại chỗ, đó là dẫn đến tình trạng nhiễm phân phế nang rất là nặng, dẫn đến hạn chế cung cấp oxy, đồng thời nó gây một cái tình trạng là phá vỡ cái phản ứng cái nang mạc phế nang, nó làm tổn thương các cái màng phổi, tình trạng những cái huyết khối ở những cái nang mạc động mạch và tĩnh mạch. Và đương nhiên đây mình nhận đây chúng ta đã thấy nhưng mà những cái nghi biến cố hoặc và những cả những biến cố cho trong đường tĩnh mạch và động mạch. Thì người ta cũng thấy rằng cái biến cố trong cái covid đó, thì nó là thúc đẩy bởi tất nhiên là không có tự nhiên được cái này theo của quan điểm nó có thể là tắc nhưng mà máu lớn nó không lớn nhưng mà những trường hợp nó có khỏi hoặc là qua cơ chế miễn dịch nó sẽ tạo ra những cái huyết khối gì cho những cái mặt mặt ở trong những cái để tăng quan chức năng để tăng quan chức năng thì đó là những cái huyết khối mà đầu tiên là có thể ở ngay tại phổi và nếu mà những bệnh nhân có tiến triển khá là nhiều thì nó có thể đến gây tổn thương ở những cơ quan khác như não và tim. Chúng ta thấy rằng cái tổn thương của cái huyết khối là nó có nằm rải rác trên cái hệ thống trao đổi có thể ở cả động mạch ở cả và ở cả cái những mạng lưới động mạch. Như vậy mà chúng nói là hiện tượng là sau khi là nước thâm nhập vào trong động mạch thì nó gây tăng cái chiều rộng kích hoạt cái yếu tố bám như là trực tiếp gây tổn thương đến động mạch
Và từ đó nó kích hoạt và nguyên gây ra những tổn thương tối không phải là những tổn thương tối mà những tổn thương tối ngay ở trong mặt và những tổn thương tối những tổn thương tối ông đã những cái mạng lớn mà đặt